DJ Star là cuộc thi dành cho các nghệ sĩ DJ trên sóng truyền hình nhằm mang đến những trải nghiệm mới dành cho cộng đồng yêu âm nhạc Việt Nam và đưa âm nhạc điện tử đến gần hơn với công chúng. Ngày 12 tháng 10 tại Hà Nội, ban tổ chức đã công bố mùa 2 của cuộc thi này. Theo ban tổ chức, DJ Star mùa 2 có nhiều đổi mới. Các thí sinh sẽ không bị gò bó với dòng nhạc Vina House mà còn có cơ hội thể hiện tài năng với dòng nhạc V-Bass. Dòng nhạc Vina House có cách gọi dân dã là nhạc sàn, xuất hiện ở Việt Nam từ cuối những năm 90. Vina House được chơi với tốc độ cao, tiết tấu vui nhộn và có thể áp dụng trên bất cứ thể loại nhạc nào, từ pop, rock, country. Mục đích của chúng tôi tạo ra sân chơi ngày hôm nay là với mong muốn là tạo cho tất cả các bạn trẻ có niềm đam mê âm nhạc, đó là âm nhạc điện tử, mong muốn trở thành ngôi sao của DJ và sẽ có một sân chơi đích thực dành cho tất cả các bạn trẻ có một niềm đam mê chung, đó là âm nhạc điện tử với dòng nhạc Vina House. DJ Star mùa 2 dự kiến có khoảng 1.000 thí sinh tham gia. Vòng tuyển chọn online sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 cho đến ngày 31 tháng 10 năm nay. Ban tổ chức sẽ chọn ra 32 gương mặt sáng giá nhất để trở thành những thí sinh tham gia vòng ghi hình của chương trình tìm kiếm tài năng. Vòng ghi hình sẽ trải qua các vòng thi gồm audition, đối đầu và chung kết để tìm ra người chiến thắng. Khi tham gia chương trình này thì các thí sinh sẽ nhận được vô vàn nhiều quyền lợi. Thứ nhất là họ sẽ được truyền thông hình ảnh trong suốt chương trình. Thứ hai là họ có cơ hội để có thể là tham gia và có thể nhận được quán quân cũng như đi vòng quanh thế giới lưu diễn với cả các nghệ sĩ quốc tế. Truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng, truyền thông trên các kênh đa phương tiện, làm việc với bên TikTok và các kênh social media, làm sao cho sức nóng của chương trình có thể là nóng nhất để đưa các bạn trẻ DJ đến gần hơn công chúng. DJ Star mùa 2 quy tụ huấn luyện viên là những DJ, nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam như Hiếu Phan, Bi, Minh Anh, Hùng Teddy, VAVS. Hội đồng giám khảo sẽ chấm và chọn ra quán quân, Á quân 1, Á quân 2. Thí sinh giành giải quán quân sẽ được nhận số tiền thưởng 2.000 đô la Mỹ. Á quân 1 sẽ nhận được 1.500 đô la Mỹ. Á quân 2 sẽ có phần thưởng 1.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, còn có những giải thưởng phụ như Talent Remixer, Best Music, Best Producer, DJ Fashion, Best DJ. Những DJ xuất sắc sẽ có cơ hội đi lưu diện ở trên thế giới vào năm 2023. Cái chất lượng thí sinh của các bạn thì năm nay các bạn đều chuẩn bị kỹ càng hơn năm ngoái, có thể nói là rất là mạnh và chuẩn bị kỹ càng từ khả năng đến phong cách biểu diễn, tất cả mọi hình hay là tất cả mọi thứ, thì năm nay thì hứa hẹn sẽ là một năm có bùng nổ với chất lượng chương trình tốt hơn năm ngoái. Cuộc thi năm nay là một cuộc thi rất là chất lượng cả về mặt hình ảnh cho đến con người. Các team huấn luyện viên đều là những người gạo cội và có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, nên là mình nghĩ là cuộc thi năm nay rất đáng để tham gia đấy. Các vòng ghi hình trực tiếp DJ Star mùa 2 sẽ chính thức bấm máy vào tháng 10 và sẽ kéo dài cho tới tháng 11 năm 2022. Các tập của chương trình sẽ được phát sóng trên kênh VTC6, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.